Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, buổi thuyết giảng 5 phút Phật pháp hôm nay, chúng tôi mong rằng quý Phật tử khi nghe giáo pháp rồi phải áp dụng giáo pháp vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Mà đề tài ngày hôm nay chúng tôi trình bày đó là pháp phải được thực hành. Pháp phải được thực hành thì cái tinh thần giáo pháp đó nó mới có lợi ích. Điều này cũng giống như là người đói bụng sẽ không được thỏa mãn khi mà nghe nói về đồ ăn, nước uống. Cũng như chúng ta học giáo pháp mà chúng ta không thực hành, không áp dụng tinh thần giáo pháp vào đời sống hàng ngày của chúng ta thì cái tinh thần giáo pháp đó nó vẫn là giáo pháp mà nó không có nuôi dưỡng cái tánh đức từ bi, nó không phát sinh trí tuệ bởi vì chúng ta không có thực tập. Điều này nói một cái ví dụ mộc mạc nhà quê của mình là người làm ruộng vườn, đến mùa trồng khoai mì, người làm ruộng vườn đó cắt cái thân cây khoai mì ra để mà trồng, nhưng mà rồi cắt ra rồi để đó mà vẫn không trồng cái khúc, những cái khúc thân cây mì xuống dưới đất, thì rồi khúc cây mì vẫn là khúc cây mì, và cuối cùng hết mùa trồng mì, người làm rẫy vườn đó vẫn không có khoai mì để ăn. Giáo pháp học rồi là phải thực hành, là phải hành trì, chứ không phải để vào trong tủ để rồi khóa kín lại. Học tánh đức từ bi thì phải ban vui cứu khổ. Học trí tuệ thiền định thì phải dập tắt vô minh, vọng động, chấm dứt các tà kiến để sinh ra chánh kiến. Đó là cái lợi ích của sự học pháp. Chúng ta học cái tánh đức từ bi thì chúng ta phải đem cái tánh đức từ bi đó ra để mà ban vui, để mà cứu khổ khi người ta cần đến mình cái gì, mình giúp đỡ họ. Khi mà chúng ta học tinh thần trí tuệ thiền định thì chúng ta phải thực tập mỗi ngày, chúng ta phải thực tập mỗi tuần, mỗi tháng thì nó mới phát sinh ra trí tuệ, nó mới phát sinh ra thiền định, và từ chỗ đó cái công phu tu tập của chúng ta mới có lợi ích tự thân tự tâm của chúng ta. Còn khóa thiền nào chúng ta cũng tham dự, cái đạo tràng tu học nào chúng ta cũng tham dự, nhưng mà rồi chúng ta không thực tập, chúng ta không có lấy nó ra để chúng ta sinh hoạt mỗi ngày, thì thưa quý đạo hữu, cái học đó nó vẫn là cái học mà không phải là cái hành. Điều quan trọng là chúng ta sau khi học pháp học rồi thì chúng ta phải đem ra hành. Quý đạo hữu ở trong ban trai soạn của chùa, quý đạo hữu đi chợ mua khoai tây, mua khoai mì, mua đậu hũ, mua mì căn, nhưng mà mua những vật dụng đồ ăn đó về rồi quý đạo hữu để ở trên bàn đó, rồi đi ra thì ngắm nó, đi vô thì nhìn nó, mà không cắt, không gọt, không xào, không nấu, không dọn lên bàn để có những đồ ăn đó, thì thưa quý đạo hữu, khoai tây vẫn là khoai tây, đậu hũ vẫn là đậu hũ, mì căn vẫn là mì căn để trên bàn mà nó không có thành món ăn. Cũng vậy, tinh thần giáo pháp sau khi chúng ta học rồi thì chúng ta phải nhào nó, chúng ta phải nặng nó, chúng ta phải toi luyện nó qua cái đời sống hàng ngày, qua ba cái phạm trù thân, miệng và ý. Thì tới chừng đó giáo pháp mới biến thành cái chất liệu đồ ăn, nuôi dưỡng cái tâm của chúng ta được thanh tịnh, được trưởng thành và trở thành một bậc thánh. Thì học giáo pháp như thế đó, thưa quý đạo hữu, nó mới có sự lợi ích. Cầu mong rằng từ khi quý đạo hữu đi chùa học Phật pháp cho đến ngày hôm nay, quý đạo hữu học rất nhiều tinh thần giáo pháp: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, văn tư, tu giới, định tuệ, bát chánh đạo, tứ diệu đế, quý đạo hữu đều thuộc lòng hết. Nhưng mà bây giờ cái giá trị là chúng ta đem ra nhào nặng nó, toi luyện nó, chúng ta trở thành những người Phật tử chân chánh, những người Phật tử thuần thành là nhờ tinh thần giáo pháp nhào nặng, nhờ tinh thần giáo pháp toi luyện, nhờ tinh thần giáo pháp hướng dẫn và chỉ đạo cho chúng ta có được một cuộc sống
trang nghiêm về tự thân, trang nghiêm về lời nói và trang nghiêm về ý nghĩ. Kính cảm ơn toàn thể quý đạo hữu và kính chúc quý Phật tử một ngày thật an vui. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.